Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Người đã tiêm vaccine, nếu nhiễm COVID-19, sẽ gặp triệu chứng gì? Đó chính là nội dung của video ngày hôm nay. Những người đã tiêm chủng vaccine COVID-19 vẫn cần cảnh giác cao độ với việc nhiễm COVID-19 với các triệu chứng đã thay đổi, có thể là do biến thể Delta. Dữ liệu cho thấy biến thể Delta vẫn có thể gây nhiễm bệnh đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine, mặc dù hầu như hoàn toàn không có nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Vì vậy, những người đã tiêm chủng vẫn cần cảnh giác cao độ với việc nhiễm COVID-19 với các triệu chứng đã thay đổi, có thể là do biến thể Delta. Nghiên cứu cho biết nếu bạn đã chủng ngừa, các triệu chứng nhiễm COVID-19 của bạn có thể khác đi. Một số khác biệt về các triệu chứng nhiễm COVID-19 giữa những người chưa tiêm chủng, người đã tiêm một liều và người đã tiêm hai liều. Theo dữ liệu từ nghiên cứu về triệu chứng COVID-19, đây là nghiên cứu mà các nhà khoa học đã dùng một ứng dụng để theo dõi các triệu chứng nhiễm COVID-19 của dân số Anh. Nghiên cứu đã báo cáo sự khác biệt về các triệu chứng giữa bệnh nhân chưa tiêm chủng và đã tiêm một mũi so với đã tiêm hai mũi. Có 3 triệu chứng mà tất cả các bệnh nhân, dù đã tiêm chủng hay chưa, gặp nhiều nhất là nhức đầu, sổ mũi và đau họng. Đây là những triệu chứng hàng đầu ở cả người đã tiêm chủng và chưa tiêm. Người tiêm hai mũi, nếu nhiễm COVID-19, sẽ có các triệu chứng gì? Đây là 5 triệu chứng mà người đã tiêm đủ 2 mũi thường gặp nhất, theo thứ tự từ 1 đến 5 như sau. 1. Đau đầu. 2. Sổ mũi. 3. Hắt hơi. 4. Viêm họng. 5. Mất vị giác hoặc khứu giác. Nghiên cứu lưu ý rằng bệnh nhân ít khi sốt hoặc ho dai dẳng, nhưng những người đã tiêm đủ 2 mũi gặp triệu chứng mất khứu giác nhiều nhất. Ngoài ra, người đã tiêm 1 hoặc 2 mũi có nhiều khả năng bị hắt hơi hơn. Vì vậy, nếu bạn đã tiêm phòng và bắt đầu hắt hơi nhiều mà không có lý do, bạn nên đi xét nghiệm COVID, đặc biệt nếu bạn sống hoặc làm việc bên cạnh những người có nguy cơ cao mắc bệnh. Vậy người tiêm một mũi, nếu nhiễm COVID-19, sẽ có các triệu chứng gì? Bảng xếp hạng mức độ thường gặp nhất của các triệu chứng lại thay đổi như sau. 1. Đau đầu. 2. Sổ mũi. 3. Viêm họng. 4. Hắt hơi. 5. Ho dai dẳng. Người tiêm một mũi thường hắt hơi và ho dai dẳng hơn. Người chưa tiêm chủng, nếu bị nhiễm COVID-19, thường gặp các triệu chứng gì? Nghiên cứu cho biết, nếu bạn chưa tiêm chủng thì các triệu chứng sẽ theo thứ tự sau. 1. Đau đầu. 2. Viêm họng. 3. Sổ mũi. 4. Sốt. 5. Ho dai dẳng. Người chưa tiêm phòng mà mắc bệnh, nếu có triệu chứng, có nhiều khả năng bị sốt hơn. Đồng thời, người tiêm một mũi và chưa tiêm thường ho dai dẳng hơn người đã tiêm đủ 2 mũi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt để vượt qua đại dịch quái ác này. Các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký nhé. Thân chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.